Thưa quý vị, sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo khoa học hệ thống những thông tin, sự kiện về công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ qua các thời kỳ của Trường Chính trị Sông Bé Bình Dương giai đoạn 1949-2022. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì hội thảo. Trường Chính trị Sông Bé, nay là Trường Chính trị Bình Dương, có bề dày trong công tác huấn luyện đào tạo cán bộ từ năm 1949. Sau hơn 70 năm hoạt động, từ năm 1949 đến nay, trường đã trải qua quá trình phát triển đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng rất đáng tự hào của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, công nhân viên nhà trường trong công tác huấn luyện đào tạo cán bộ cho tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương. Hội thảo lần này nhằm hệ thống lại một cách toàn diện những thông tin sự kiện về công tác huấn luyện đào tạo cán bộ của Trường Chính trị Sông Bé Bình Dương và đúc kết thành những kinh nghiệm nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển Trường Chính trị Bình Dương thời gian tới. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nguyên là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo trường qua các thời kỳ đã tập trung thảo luận các nội dung như thời gian chính xác trường đảng được thành lập trong kháng chiến chống Pháp, hoạt động của trường đảng trong kháng chiến chống Mỹ, hoạt động của ba trường, trường đảng, trường hành chánh, trung tâm giáo dục thường xuyên sau giải phóng. Về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, giảng viên và quá trình sáp nhập của ba trường, bài học kinh nghiệm rút ra qua từng giai đoạn lịch sử của Trường Chính trị.